Chào mọi người, đây là con đường lộ mới ở trên núi Hồng Cấm. Thì con đường này người ta mới mở ra, thì không biết bao lâu mình mới phát hiện ra mình đi men theo con đường mình đi hoài luôn. Đi nãy giờ cũng cả cây số nhưng mà chưa có tới đâu đâu hết. Giờ mình quay lại cho mọi người nha, xem luôn. Từ chỗ điện Vui Gia Long mình men theo con đường này đi hoài luôn, tại vì không có người, không có ai ở đây kênh cho nên mình không có người để mình hỏi về đường này chỗ gì đâu. Bây giờ mình đi hoài luôn. Thì lên đây có một con đường nữa nè, con đường này chắc ăn ngày qua chỗ điện Vui Gia Long. Con đường này đi xuống, đi ra con đường đổ xe nè. Bây giờ mình men theo con đường này mình đi luôn, mọi người theo dõi mình nha. Thì nhớ like, đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Nếu mà hết đường đi mình đảo lại, còn đường đi đi tiếp. Đá này đạn bóng, ui dạ, còn đường đi dài lắm, mình chọn về tới đâu, mình tới đây coi tranh một bức trời luôn. Này là cỏ chanh nha mọi người. Đi vô ở đây hết. Hôm nay khám phá ra con đường, lạc vào con đường kỳ lạ, một con đường không có xe, không có nhà ở, rất lớn. Wow, còn đi không? Tưởng đi tới đây tới cái hầm hết đi. Hồi nãy mình đi lên đây mà mình không có mua chai nước uống rồi. Bây giờ lại cũng khát nước luôn, mà không có nước uống. Qua để trong lỏng rồi. Này nguyên cái sao với dừa. Ở trên đó là điện mùa hông với chỗ cáp treo. Cái đường này chỗ gì đâu ta? Đừng nói đi xuống núi luôn. Lạc vào đây không có ai để mà hỏi, mình đi thấy mình đi hoài thôi, đi hoài đó. Rồi mình quay cho mọi người xem lại những cái cảnh ở trong giữa rừng núi. Giữa rừng núi một con đường, cái này chắc người ta khá chắc cũng lâu lắm rồi mà sao chưa chịu làm nè, người bỏ trống rồi chứ không phải là mới thấy. Wow, chỗ nó có cái dốc cao luôn. Ồ, lên cái dốc đã ngứa luôn. Ở đây là nguyên một cái ở dưới cái chiền cho nên nước nó mưa nó chảy xuống này mà khu ren hết. Cái đường này thì nước chảy xuống nguyên cái đầu cao ở trên. Ở trong màn hình mọi người thấy cái dốc nó vậy chứ cao lắm. Chào luôn. Lên trên kia đất không, ở dưới này đá với cát.
nguyên cánh rừng đã phá trống lỏng hết trơn rồi, phá trống luôn. Chỗ này chắc mở khu du lịch gì đây nè, cho nên mà chưa có mở nè, mới có phá ra. Mở này phá chắc cũng 1-2 năm rồi. Thôi lên dốc này đuối giò luôn rồi, luôn quay xuống cái dốc, cái dốc tích mù dưới luôn. Nãy giờ mình đi mấy cây số rồi, là bọn mấy cây số. Wow, tới chỗ cái đường, đường đi vô điện Vua Gia Long, đi vô hang hổ. Ở trên này người ta phá trống lỏng hết trơn rồi. Đường này đi ra đường lộ luôn, đi hoài không phải có đường rẽ thôi. Không lẽ không có đường ra? À, một đường đi lên, một đường đi xuống. Bây giờ mình đi xuống. À, thấy rồi. À, đi xuống chỗ rồi, ngay ngang chỗ đường xe luôn. À, đi xuống luôn. Này mình đi từ điện Vua Gia Long đi ra là theo con đường mới. Mình nhớ like, đăng ký, ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình cũng thật cảm ơn nha. Mình chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống luôn nha. Tới cái đường lâu xe luôn. Đi hồi chỗ ngoài rồi gặp chiếc Hyundai, chiếc xe cút, gặp chiếc xe cút nó khá độ, khá được. Rồi tới đường lộ rồi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy hay thì like, đăng ký, ủng hộ giúp kênh mình nha, mình cho mình cảm ơn nhiều. Hẹn mọi người lại video tiếp sau nha. Sau lưng mình đó, đường đi ra lỗ đó.